mời sang giáo viên đơn vị ba vị mặc không đúng trang phục ra ngoài. Bạn đã trao giải U Việt Nam học sinh năm 2020 thành phố Hà Nội diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Đan Phượng năm 2020 ở các trận nữ. Tốt, cú đá thứ hai. Tốt lắm. Tốt, cú đá thứ hai. Cú đá xanh. Đá đỏ phản rất liên tục. Xanh. Đá đỏ phản rất liên tục. Cả hai đánh rất nhanh. Trận đấu đá anh diễn ra rất là tốc độ cao. Cú được về. Xoay người lại đỏ. Lại đỏ. Lại đỏ. Tốt. Bỏ đá đài sạc. Tốt. Bỏ đá đài sạc. Đài đỏ. Cú đạp chân phải của đài đỏ. Cú đạp chân phải của đài đỏ. Tốt, đòn đá rất hay, hiệu quả đài đỏ. Chân phải của đài đỏ vừa rồi đá nổ giáp. Tốt, mà chân trái của đài xanh rất hiệu quả vừa rồi.
tốt, mà thực phải là xanh. Đá lổ rất. Đài thực phải. Góc đáy chạy ở đó, chân trái là đỏ vừa rồi. Tốt. Còn chân phải đã. Tốt. Còn chân phải xanh của đá hiệu quả rồi. Tốt, còn đài đỏ đá chân đài phải rất hiệu quả rồi. Xanh rồi. Chân phải đài xanh. Cả hai đang thi đấu rất tích cực. Trận đấu nữ còn hay hơn trận nam vừa rồi. Trái rất là nhiều xanh. Tay xanh đã tụt bảo vệ răng. Giám định 1 Văn Toản, giám định 2 Nguyễn Thị.